Các bạn đang chiêm ngưỡng một số dáng ấm thủ công của làng gốm Bát Tràng, được làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đây là chiếc ấm dáng quả lê, phù hợp để uống độc ẩm hoặc là 2 đến 3 người uống rất thoải mái. Còn đây là chiếc ấm dáng trúc. Ok, ta sẽ xem chiếc ấm dáng gốc cây được anh thiết kế, tốc độ dòng nước chảy, độ ngắt nước. Ok. Đây là phần nắp ống. Cầm giúp em cái này để em nhìn quay cho nét. Rồi, ok, mặt sau anh. Mặt trong ấy, mặt trong của nó. Rồi. Rất là mỏng, thành rất là mỏng. Em cầm giúp em cái ấm đấy. Ấm á, cầm giúp em cái ấm. Rồi, phần tay cầm. Phần cái giá ấm khá là độc đáo. Các bạn có thể chiêm ngưỡng cái phần tay cầm. Wow, ok. Giống như kiểu một cái thân cây. Điệu nước chảy rất là nhẹ nhàng và êm. Ok. Một sản phẩm hàng làm rất là cẩn thận và chỉn chu từ làng gốm Bát Tràng, với tâm huyết và tình yêu nghề để làm ra những chiếc ấm dành cho người Việt thưởng thức. Ok, cảm ơn anh.